Các bạn thân mến, ngoài những bữa ăn gia đình tốn nhiều ngân lượng nhân dịp các ngày kỷ niệm, thì những bữa cơm đơn giản, tiết kiệm nhưng đầy đủ dinh dưỡng cho các thành viên trong gia đình nhỏ luôn là tiêu chí hàng đầu của các bà nội trợ. Vậy để có một bữa cơm 50k với 4 người ăn thì quả thực không phải ai cũng có thể nghĩ ra ngay. Nên những gợi ý trong video này sẽ giúp các bạn tìm ra lời giải đáp một cách vừa nhanh, gọn lại vừa vui vẻ. Vậy còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng xem hết video này để có ngay một bữa cơm đầy đủ các tiêu chí ngon, bổ, rẻ và dễ làm. Xin mời các bạn chúng ta bắt đầu thôi. Các bạn thân mến, người đời thường nói miếng ăn quá khẩu thành tàn. Điều này có nghĩa khi ăn uống cũng không nên quá đà, lãng phí sẽ dẫn đến tàn lụi. Cũng có ý kiến khác cho rằng có thực thì mới vực được đạo. Điều này có nghĩa muốn học hành hay làm gì đó thì cũng phải ăn cái đã.
Tuy nhiên, ăn thế nào để không lãng phí mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho mọi người thì câu trả lời chắc các bạn đã có cho riêng mình khi xem xong video này. Vẫn còn rất nhiều video thú vị khác đang chờ các bạn ở phía trước. Chúc các bạn có những giây phút xem video vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.